Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với chương trình Thông Thả Học Tiếng Quảng Đông. Thì hôm nay mình chia sẻ những câu cho các bạn. Không dám làm cái gì đó. Không dám là mcẩm, không dám. Mcõn là không nói, cõn là nói, mcõn là không nói. Không dám nói cho ai biết thì nói như thế này. Cẩm cõn bỉ dành chí. Thì cẩm là không dám, cõn là nói, bỉ là cho, dành là người, chí là biết. Cõn bỉ dành chí là nói cho ai biết. Cõn bỉ dành chí là không nói cho ai biết. Cẩm cõn bỉ dành chí, không dám nói cho ai biết. Cùng nhau đọc lại một lần nữa. Cẩm cõn bỉ dành chí. Rồi bây giờ không dám cùng ai trò chuyện thì nói như thế này. Cẩm thùng dành khính cẩy. Cẩm là không dám, thùng là và hay là cùng ai đó, dành là người, khính cẩy là trò chuyện, thùng dành khính cẩy là cùng ai trò chuyện. Cẩm thùng dành khính cẩy. Cùng nhau đọc lại một lần nữa. Cẩm thùng dành khính cẩy có nghĩa là không dám cùng ai trò chuyện. Rồi bây giờ không dám tắm, sợ cái gì đó không dám tắm. Cẩm trúng lờn, sợ lạnh hả? Cẩm trúng lờn thì trúng lờn là tắm. Cẩm là không dám. Cẩm trúng lờn là không dám tắm. Trúng lờn là không tắm. Cẩm trúng lờn là không dám tắm. Trúng lờn là tắm. Cùng nhau đọc lại. Cẩm trúng lờn, không dám tắm. Cho bây giờ không dám ra đường. Nói là cẩm chút cái. Thì chút cái là ra đường. Chút cái là không ra đường. Cẩm chút cái là không dám ra đường. Cùng nhau đọc lại. Cẩm chút cái, không dám ra đường. Rồi bây giờ không dám ở nhà một mình. Cẩm hãy út khỉ dắt co dành. Cẩm hãy út khỉ dắt co dành. Thì cẩm là không dám, hãy út khỉ là ở nhà, dắt co dành là một người hay là một mình. Cùng nhau đọc lại. Cẩm hãy út khỉ dắt co dành, hay là dắt co dành. Cẩm hãy út khỉ đều được. Cùng nhau đọc lại. Cẩm hãy út khỉ dắt co dành, dắt co dành. Cẩm hãy út khỉ, không dám ở nhà một mình. Rồi bây giờ không dám ngủ thì ngủ là phanh cao. Cẩm là không dám. Cùng nhau đọc lại. Cẩm phanh cao. Cẩm phanh cao, không dám ngủ. Rồi bây giờ không dám ăn thì ăn là xịt. Xịt là không ăn. Cẩm là không dám. Cẩm xịt là không dám ăn. Cùng nhau đọc lại. Cẩm xịt. Cẩm xịt không dám ăn. Rồi bây giờ không dám làm. Nói như thế này, làm là trù. Trù là không làm. Không dám làm là cẩm trù. Cùng nhau đọc lại. Cẩm trù. Cẩm trù, không dám làm. Rồi bây giờ không dám trả treo. Cái này tốt ha các bạn, không dám trả treo tốt. Cẩm bọt chuỗi. Bọt chuỗi là trả treo. Cẩm bọt chuỗi là không dám trả treo. Cùng nhau đọc lại. Cẩm bọt chuỗi. Cẩm bọt chuỗi, không dám trả treo. Rồi giờ không dám gì nữa. Không dám tham lam. Thì không dám tham lam. Tham lam là thám sấm. Cẩm là không dám. Thám sấm, tham lam. Thám sấm, không tham lam. Cẩm thám sấm, không dám tham lam. Rồi chúng ta cùng nhau đọc lại. Cẩm thám sấm. Cẩm thám sấm, không dám tham lam. Thì
tham lam á, thì tham lam không tốt á các bạn. Thí dụ như người ta không biết được mình có tánh tham lam, người ta không bắt được mình tham lam, nhưng mà trời cao có mắt phải không nè, cẩm thám sấm là điều tốt, không dám tham lam. Rồi bây giờ không dám hỏi, mắc cỡ không dám hỏi, thì hỏi làm mành, mành là không hỏi, cẩm mành là không dám hỏi. Cùng nhau đọc lại, cẩm mành không dám hỏi. Bây giờ không dám làm gì nữa, không dám uống, thì uống là dẫm, dẫm là không uống, cẩm dẫm là không dám uống. Cùng nhau đọc lại, cẩm dẫm không dám uống. Rồi bây giờ không dám gì nữa, không dám bơi, thì bơi là dầu sổi, dầu sổi là bơi, dầu sổi là không bơi, cẩm là không dám, cẩm dầu sổi, cẩm dầu sổi là không dám bơi. Cùng nhau đọc lại, cẩm dầu sổi, cẩm dầu sổi không dám bơi. Thì biết bơi cũng rất là tốt. Rồi bây giờ không dám xem, không dám nhìn cái gì đó thấy sợ quá, không dám xem, không dám nhìn, thì là cẩm thảy, thảy là xem, thảy là không xem, cẩm là không dám, cẩm thảy là không dám nhìn hay là không dám xem. Cùng nhau đọc lại, cẩm thảy không dám nhìn hay là không dám xem. Rồi bây giờ không dám chạy, thì không dám làm cẩm, thảo là chạy, chạy là thảo, thảo là chạy, thảo là không chạy, cẩm thảo. Cùng nhau đọc lại, cẩm thảo là không dám chạy. Rồi bây giờ không dám gì nữa, thời buổi khó khăn không dám xài tiền, thì nói là cẩm sảy xỉn, cẩm sảy xỉn, thì cẩm là không dám, sảy xỉn, xỉn là tiền, sảy xỉn là xài tiền, sảy xỉn không xài tiền, cẩm là không dám, cẩm sảy xỉn là không dám xài tiền, tiết kiệm ha, không dám xài, cẩm sảy xỉn, cẩm sảy xỉn không dám xài tiền. Rồi thì đó là toàn bộ của nội dung hôm nay. Thì các bạn muốn nói không dám cái gì đó thì cẩm, xong rồi những cái động từ tiếp theo mà chúng ta muốn nói, hay là những cái cụm từ tiếp theo mà chúng ta muốn nói. Rồi thì mình xin dừng ở đây và luôn chúc cho các bạn có nhiều niềm vui, trân trọng và hẹn gặp. Tóc trẻ tài cá sấu thảy. Bye bye.